đi, tới giờ đi học rồi con gái ơi. À, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà, buồn ngủ lắm. Không được, hôm nay là ngày nhập học, ngày đầu tiên đó, con không được đến trễ đâu Mèo à. Con muốn ngủ, con mới đi học đâu. Cho ngủ à. Mẹ đếm tới ba, nếu con không rời khỏi giường thì đừng có trách mẹ nha. Con đã bảo là con muốn ngủ mà, không có đi học đâu. Không có đi học đâu. Một, hai, ba, chạy đi học. À, nghỉ hè chứ có đã gì hết mà đã phải đi học rồi. À, mẹ đánh đau à. Rồi, tới trường rồi. Nè. Dạ. Rồi, đi học quen khỏe nha, ba đi làm đây. Dạ, chào ba. Hai, xin chào mọi người, mình là Mèo nè. Mình là một cái người xì lam, hôm nay là ngày nhập học nên mình phải dậy từ rất là sớm. Các bạn xem video đã đi học lại chưa? Các bạn có thích đi học không? Còn mình thì hơi bị lười đi học á. Nhưng mà hả, bù lại thì á, nhập học mình được gặp lại bạn bè mới cũng vui vui. À, lớp mình tới rồi, lớp 3A mọi người. Trời ơi, ngày đầu tiên các bạn tới lớp sớm ghê. Hello Sầu Riêng, hello Hachi. Hello Mèo. Ơi, hello Mát. Hello. Ê, đó các bạn nha, là hả, chỗ ngồi của mình ở đâu nè. Chỗ ngồi của mình là một cái chỗ cực kỳ tuyệt luôn. Tại vì hả, mình học dở á, cho nên là mình hay ngủ gục trong lớp lắm. Mình sẽ lựa chọn cái chỗ gọi là cuối lớp nè. Xong rồi hả, còn có hả, cửa sổ dễ ngắm trời ngắm đất nữa. Ê, ủa, khoan đã. À, sao chỗ của mình tự nhiên có gắn cặp rồi, có người để sách ở trên đây luôn rồi. Ủa? Ôi, ai vậy trời? Ai mặc lão quắc vậy? Ê bạn ơi, cái chỗ này là chỗ của mình á, mình ngồi ở đây 2 năm trời rồi, sao mà bạn vô đây bạn ngồi chỗ của mình vậy? Bạn ơi, bạn gì ơi? Vậy, chỗ nào là của bạn hả? Chỗ bạn đang ngồi đó là chỗ của tôi. Bạn là ai mà dám ngồi chỗ của tôi gì? Mày là học sinh mới chuyển tới á, tên là Huy Núp á. Ờ, học sinh mới hả? Học sinh mới mắc gì lấy chỗ của tôi ngồi, trả chỗ cho tôi. Nằm mới đi. Trời ơi, cái con người này, bạn thật là quá đáng, đây đâu phải là chỗ của bạn đâu. Vậy thì bằng chứng đâu mà bạn nói đây là chỗ của bạn? Bằng chứng là cái gì? À ha, đúng lắm, bằng chứng mà cũng không biết. Bằng chứng là cái mà bà có thể chứng minh được chỗ đó là chỗ của bà đó Mèo. Ờ, vậy hả? Ê, mà nói ai ngốc quá. Tôi nói bạn đó, ngốc nghếch. Dám nói tôi là ngốc quá hả? Cũng dám chửi nữa hả? À, bạn tin là tôi sẽ... Theo lời mẹ dặn, không được đánh bạn, không được đánh bạn. Tức quá, đúng cái bạn đó ghê. Trời ơi, người mới gì đâu á mà chiếm chỗ người ta, xong còn nói ngang nói ngược. Trời ơi, giờ phải ngồi cái chỗ gì đâu, kế cái tường, tức muốn chết. Trời ơi. Ê, bà Mèo. Hả? Cái tên học sinh mới đó thấy ghét quá hả? Ghét cực luôn á trời hả? Tự nhiên đâu ra lấy chỗ ngồi của tôi, còn dám chê tôi ngốc nữa chứ. Nghe nói là học siêu giỏi luôn, thiên tài gì đó, mà nhà còn siêu giàu nữa. Ờ, nhưng mà thôi, nhà giàu á mà tính tình không ra gì chảnh chẹ thì hả, có ai chơi đâu. Ờ, hình như tại vậy mới bị chuyển trường hay sao á. Mà thôi, đừng nói về cái người đó nữa, mất tốn thời gian mình thôi. Mà thôi, chút xíu đi ăn kem đi, thôi cho nó đỡ bực mình. Gì? Đi chứ, đi ăn kem. Nghe tới kem là thấy vui à. Chào các em, mau xuất hết tới rồi. Cặp sách à, vô bài học đầu tiên nè. Vô học thôi. Cái tên đó, ngồi chỗ của mình, ráng mà ngồi đó vui vẻ đi. Hy vọng là mau chuyển trường tiếp. À, ngon ngon quá, kem ngon quá, kem là ngon nhất hè. Ủa bà Mèo, bạn mới kìa. Hình như là Huy Núp thiệt kìa mọi người ơi. Ôi, đang làm gì với mấy cái đàn anh vậy trời? Ê, lại gần trình đi. Sao mà bà nhiều chuyện quá vậy Mèo? Hả? Lại coi gần, có gì đi. Trời đất ơi, ai mới là người nhiều chuyện trời. À, lại gần coi có chuyện gì. Ê, nhóc kìa, buổi sáng ba mẹ mày cho mày nhiêu tiền hả mày? Buổi sáng tao thấy mày đi bằng ô tô mà. Ê, ngày đầu tiên tao bị chấn lột luôn rồi kìa. Hên quá mình đi xe đạp. Trời ơi, chấn lột mà không đúng đâu, phải ngăn cản thôi. Tưởng bà ghét Huy Núp lắm, sáng còn bị nó cướp chỗ mà. Ừ, nhưng mà hống hách như vậy thì gặp chuyện đáng đời cũng đáng mà ha. Ừ, chứ mình đụng tới mấy ông anh kia cũng hơi phiền á. Thôi mình về lớp đi, kệ đi. À, tự làm tự chịu. Đây. Ây da. Ôi trời, mấy ông anh lớn nó bắt đầu sử dụng bạo lực coi kìa. Không được rồi. Thôi mọi người ơi, mình phải giúp thôi. Ê, thầy ơi, ở đây có đánh nhau nè thầy ơi. Chạy đi, may quá. Ê, nhìn gì, không cần cảm ơn đâu. Ai cần giúp hả?
trời. Trời trời, người ta giúp mà còn chảnh chệ vậy nữa. Thôi kệ đi, mình về lớp thôi. Các em nhớ về nhà làm bài tập nha. Nhất là Mèo đó, em rất là yếu môn toán. Em mà không giải được thì ngày mai là không điểm đó nha. Trời ơi, không điểm hả? Thôi không điểm là mẹ la đó. Không bà luôn rồi, tối nay tôi học thêm rồi, không có học chung với bà được đâu. Trời ông đỡ bỏ tôi sao mát ơi, dở tôi rồi. Ông Huy Đức kia. Gì? Chào cái gì vậy? Làm đúng tôi không biết xin lỗi nữa hả? Chưa thấy có người nào không biết làm toán hả? Ừ, lần đầu thấy đó đồ ngốc. Toán mà cũng không biết làm. Cái tên này, tên đáng ghét này, biết chạy để cái ông kia chấn lột luôn cho rồi. Trời ơi, mới ngày đầu đi học mà gặp đủ thứ chuyện hết. Bây giờ thì chuẩn bị đi về thôi. Ê nhỏ kia, hồi trưa mày dám phá đám tao hả? Em có làm gì đâu. Mày đừng có mà xạo. Vì mày là hàng giúp hàng kia nên bây giờ mày phải đưa tiền cho tao. Ê gì vậy? Ê tin tôi mét thầy không? Thầy về hết rồi, bây giờ mày mét ai? Không lẽ mình phải xuất chiêu sao? Không được, không thể bị lộ ở trường được. Mày không chịu đưa tiền hả? Không. À, con nhỏ này gan lắm, mày chết mày với tao. Ê, chạy đi, chạy đi mày ơi kìa. Chạy. Hả? Lại lên, lại lên. Cẩn thận Huy Đức ơi. Này nhỏ, con bánh mẹ bẫy cho. Ôi Huy Núp, bạn đang giúp mình hả? Ôi tới nhà mình rồi, cảm ơn bạn nha. Mặc dù là tôi không có cần bạn giúp đâu, nhưng mà bạn làm tôi bất ngờ á. Gì chứ? Tại tôi không muốn nợ nần gì ai thôi. Hả? Nợ gì? Thì hồi ra chơi bạn cứu tôi. À, ra là bạn có nhớ cái vụ đó hả? Tôi tưởng bạn không nhớ chứ. À? Nhớ cái gì chứ? Ăn nói xà lơ. Haha, tại vì tôi nghĩ là bạn chảnh lắm, bạn không có thèm biết ơn mấy cái đó đâu. Ủa tôi đáng ghét tới vậy hả? À ha, mà cũng không hẳn. Nói chung là cảm ơn nha. Tôi về nhà đây. Bye bye, bạn cũng về đi. Ê, mà khoan đã. Cái gì vậy? Nè, cầm lấy đi, đồ ngốc. À, ủa gì vậy, cái này nói gì vậy? Mệt cái gì quá, vậy? Tự coi đi. Ủa, đưa cho cái đâu. Gì vậy trời, sao rồi đi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, thôi. Ê, cái gì đây, để đọc thử coi. Mắc cái gì chửi không biết nữa, coi coi. Cách giải bài tập toán. Ôi trời ơi, thiệt hả trời. Ê, được cứu rồi, trời ơi. Huy Đức, đi mất tiêu rồi. Ôi, vậy là Huy Đức chỉ cho mình cách làm bài tập toán rồi. Trời ơi, có người chỉ rồi, yeah. Không có bị điểm không nữa rồi. Ủa khoan đã, cặp mình đâu rồi? Ê, chết rồi, mình đã quên cặp ở trường rồi. Trời ơi. Tốt lắm Mèo, không ngờ em mới vừa nhập học mà có thể hoàn thành được môn toán này, rất tốt đó. Nếu như chăm chỉ như vậy sẽ tốt lên thôi. À, dạ he he, thật ra là có bạn trong lớp giúp đỡ em giải bài tập với thầy. Tốt lắm, ráng học chung với nhau để càng ngày càng tiến bộ. Giờ dạ. Đi về chỗ đây. Dạ dạ, he he, he he, vui quá, vui trời quá. Trời đất ơi, được thầy khen luôn, ai giúp bà vậy? Bí mật. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này nha. Ở tập sau mình sẽ tiết lộ về thân phận đặc biệt của Mèo. Liệu trường học của Mèo có gặp nguy hiểm khi xuất hiện cái tên quái vật tà ác không? Liệu tình bạn giữa Mèo và Huy Núp có tiến triển hơn không? Và các bạn hãy chờ xem nhé. Còn bây giờ thì xin hãy bấm like và để lại bình luận về video mới này của mình nha. Bye bye.